Alo anh chị em. Bây giờ Tuấn sẽ chia sẻ cho anh chị em cái sơn đầu móng nha. Sơn đầu móng ha, sơn phen đầu móng đó. Đôi lúc nhiều khi mình thấy dễ á, nhưng mà thật sự nó cũng không có dễ đâu nha. Sơn này là sơn nước sơn thường của OBI nha anh chị em. Em sơn đầu móng sơn nước sơn thường nha. Nhiều khi thấy mấy anh chị em học mà hay cái bỏ qua cái công đoạn này lắm. Biết sơ à. Nhưng mà cái này khi mình đi làm đó, nó rất cần thiết nha anh chị em. Rất cần thiết nha. Bây giờ hôm nay Tuấn chỉ cho anh chị em mới học nghề đó, mình phải cố gắng là mình cố gắng là mình sơ cái này cho đẹp nha. Tại thường thường mấy anh chị em sơn á, có một lần hai lần cái mấy anh chị em bỏ qua mất tiêu rồi. Mấy anh chị em không có chú ý tới cái này nhiều. Nhưng mà cái này rất là quan trọng á. Đó. Những cái công đoạn này trong phần cất da là những cái công đoạn này rất quan trọng. Ha. Mà thường thường mấy anh chị em hello. Hello chờ. Đó. Mình sơn sao mà mình sơn tí nữa mình làm cái phen nó nhanh nha. Đó, hai bên hông nó phải cao ngay giữa này anh chị em. Đó. Khi mình sơn phen á là mình phải sơn cao hơn cái mối nối này. Ha, cao hơn đây. Cao hơn nha. Để chi? Để mình sơn nó vừa đụng xuống tới cái mí này. Tại mình thấy mấy anh chị em là học cái này nhanh lắm, học cái này mà có làm thực tập có một lần hai lần rồi bỏ qua. Nhưng mà khi mình đi làm nghề á, những cái công đoạn này rất là quan trọng. Mình thấy mình như thế là không có tốt, tại vì mấy cái này rất là quan trọng trong cái sơn phen. Mình sơn hai bên góc cho nó cao hơn ngay giữa. Hello Justin Lê. Rồi bây giờ mình sơn hai nước nha anh chị em, sơn hai nước nè, sơn hai nước ha. Đó, mình sơn hai. Cái này là mình đang sơn thường chứ không phải là sơn gel nha. Cái này mình đang sơn thường chứ không phải là sơn gel. Thành ra anh chị em á, học mấy cái sơn phen này phải học cho kỹ ha. Rất cần nha anh chị em ha. Thường thường mà cắt da, mấy chị mà cắt da hay sơn phen á, người ta thích sơn những cái đầu móng cho nó đẹp. Đúng ra mấy cái này dễ á, thì Tuấn không có chia sẻ cho mấy anh em. Nhưng mà thấy, tại vì thấy mấy anh chị em á, bỏ qua cái công đoạn này rất là uổng. Nha, cái công đoạn này nó rất là quan trọng trong cái nghề mình nè. Lâu lâu vào học lại kỹ thuật cơ bản. Đúng rồi Jessie Lê. Cái này là kỹ thuật cơ bản khi mà mới vô học cắt da là cô giáo đã hướng dẫn cho mình rồi. Nhưng mà tại vì giờ mình thấy mấy bạn á, mình hello gì đâu rồi Thanh An. Mình thấy mấy bạn học sơ sài quá, mình nhắc nhở mấy bạn là học cái này nè nó rất là quan trọng, chứ không phải là vẽ vời rồi mà đắp bột nhiều mà giỏi đâu. Mấy anh chị em mà đi nước ngoài đó, người ta sơn phen rất là nhiều, người ta sơn đầu móng rất là nhiều, thành ra mình phải tập những cái này cho nó giỏi nha. Ở Việt Nam cũng thế thôi. Hello Thanh An. Thành ra thì anh Tuấn thấy mà cái kỹ thuật này mà các bạn bỏ qua là rất là tiếc. Mình phải làm cho nó thật là giỏi và cho nó thật là đều, cho nó thật là đẹp.
Nói chung á, là tại vì sao mấy cái kỹ thuật này các bạn thấy ô quá dễ, không cần phải học nhiều, nhưng mà anh Tuấn thấy cái này là cần phải học á. Sau này á, tại vì anh chị em hay lấy cái cọ nét á, mình quẹt ngang cái nó ra được cái sơn phen rồi. Nhưng mà thực chất á, hello Thùy Nguyễn, hello Jota. Sau này mà mình thấy các bạn mà mới học sau này đó, khách đó mà đòi mà họ muốn sơn phen đầu móng nè, cứ lấy cái cọ nét sơn ngang. Thật ra mà khách chơi thường xuyên á anh chị em, khách mà họ làm thường xuyên á, họ không có thích mà cái cọ nét đâu, họ chỉ thích cái màu trắng này thôi. Không thích làm bằng cỏ nét đâu anh chị em, tôi thích cái màu trắng sơn phen nè ha, người ta thích làm như thế này nhiều hơn. Cái này là bao nhiêu năm bao nhiêu đời cũng không có mà gọi là mai một đâu, lúc nào cái này nó cũng quan trọng, cái lúc nào cái này cũng cần thiết hết. Tại vì mình thấy anh chị em cứ bỏ qua cái công đoạn này, mình rất là muốn anh chị em là phải làm đẹp cái này. Cái này là chỉ sơn thường thôi nha anh chị em, chứ không phải là sơn treo nha, sơn thường thôi. Mình rồi. Đó, cái này là sơn của OBI nha anh chị, OBI nha. Bấm vô mất tiêu của chúng rồi. Rồi, mình lấy acetone nè, ha, mình lấy acetone mình đổ vào đây chút xíu. Chúng ra mấy kỹ thuật này nó mình thấy nó đơn giản, thì Tuấn cũng không có chia sẻ đâu. Nhưng mà thấy mấy anh chị em bây giờ cứ vẽ nhiều nè, học đắp bột đồ, cứ chăm chú là mấy cái môn đó, không có tập trung mà học mấy cái những cái môn gọi là đơn giản như thế này. Thành ra Tuấn chia sẻ cho anh chị em nào mới học nghề á, ha, anh chị em nào mới học nghề thì anh chị em nào á mới học nghề thì cứ vô xem ha, cứ vô xem để mình Tuấn chia sẻ những cái kỹ thuật nha. Vì cái kỹ thuật này Tuấn làm nghề lâu rồi, Tuấn biết cái kỹ thuật này rất là cần anh chị em, chứ không phải là dễ đâu. Nhiều khi á các bạn làm vẫn được chứ không phải là không được, nhưng mà các bạn làm nó không có đẹp. Thứ nhất á, là mình chùa cái phen này nè, chùi cái phen này nó phải sắc sảo nè anh chị em, ha, đó, chùi cái phen nó phải sắc sảo, ha. Đó, mình chùi sao mà cái phen cho nó rất là đẹp, cho nó tròn, hai bên hông này nó phải có cái độ cong lên, chứ không phải là ngang, nó rất là dễ. Còn thông thường mình thấy mấy anh chị em á, lấy cỏ nét quẹt qua ngang bên cái đầu tô là xong, ha. Bên Tuấn là không có sử dụng kỹ thuật đó, bên Tuấn là sử dụng cái kỹ thuật mà sơn phen là hẳn hoi, chứ không có lấy cọ nét nha, không có lấy cái cọ nét, bên Tuấn là không có lấy cọ nét mà sơn lên ha, sử dụng sơn phen rõ ràng nha anh chị em. Bởi vì sau này anh Tuấn thấy là mọi người cứ là cái kỹ thuật này nó không còn làm nữa, cứ lấy cọ nét mà quẹt ngang không à. Thành ra anh Tuấn chia sẻ lại cho các anh chị em mới học nghề á, mấy anh chị em mới học nghề đó, anh chị em thấy cái nét nó rất là sắc sảo, rất là đẹp không đó. Thành ra mình học nghề á, mấy cái kỹ thuật này nó đơn giản lắm, nhưng mà mình phải chăm chú nha, phải chăm chú. Ai cũng nghĩ là kỹ thuật này nó dễ hết, thì mình thấy nó cũng dễ thôi anh chị em, nhưng mà mấy anh chị em cứ không chịu học, mình phải tập tới tập lui, tập sao mà cho nó đẹp.
Mình tập sao mình vét được cái phen đó, nó sắc đường, độ nét nó sắc sảo ha. Chứ mình đừng có nghĩ là cái này nó ô dễ quá, mình không cần đâu. Nhưng mà tới chừng khi mà làm đưa các bạn làm khách, các bạn làm không được. Đó, ha. Cái này đơn giản thôi, thì Tuấn chỉ chia sẻ cho anh em nào mới học nghề đó. Có rất là nhiều em thợ á, nói chung là em thợ mà mới ra nghề á, vô xin nghề là cứ Tuấn kêu sơn phen, sơn không được. Em vẫn làm theo cách truyền thống này à, còn nét vẫn không đẹp bằng. Ok, Jesse Lê. Thì các bạn bây giờ mấy bạn, mấy anh chị em nào mà có tuyển thợ cứ thử đi ha. Cứ vô sơn phen đây. Sơn thì cũng sơn được đó, nhưng mà sơn không có đẹp. Sơn nó cứ ngang không à. Nó không có tròn mà nó không có cong, không có đẹp gì hết á. Tại vì bên tiệm của Tuấn á thì cắt da sơn treo rất là nhiều, mà sơn phen cũng rất là nhiều ha, cắt da sơn treo sơn phen rất là nhiều. Thành ra khi mà Tuấn nhận thợ vô là mấy cái này là Tuấn phải test các bạn hết. Chứ các bạn mà sơn phen mà sơn ngang không mà nhìn nó không có đẹp, mình phải sơn cho nó có độ cong ha, có độ cong của cái phen thì nó ra nó mới đẹp nha. Mấy anh chị em nào mới học nghề đó, mình phải tập những cái này ha, tập những cái này. Thấy thì đơn giản nha anh chị em, thấy thì đơn giản nha. Chứ còn mà nếu mà anh chị em vô làm á, cô không có đơn giản đâu nha. Thấy thì mình nghĩ là nó đơn giản nhưng mà thật ra nó không có đơn giản đâu. Mình làm khách nó khác hẳn với lại là mình làm chơi nha anh chị. Khi mà mình làm khách mình lấy tiền á là khác hẳn với lại mình làm chơi ha. Đó, mình chỉ cần đi vài đường thôi là cái nét của cái phen nó rất là sắc sảo, rất là đẹp. Anh chị em thấy không? Nó rất là đẹp. Thành ra cái này Tuấn chỉ chia sẻ ít ít thôi để cho anh chị em nào mà mới học nghề á nhớ là mình học những cái này. Lúc nào cũng cần hết anh chị em. Nhiều khi á mấy chị đắp móng giả cũng vậy, nhưng mà chỉ thích sơn phen là mình phải biết sơn phen ha. Cái này lúc nào cũng cần hết á. Hồi xưa giờ Tuấn là chuyên chia sẻ và đắp bột là nhiều, nhưng mà tại vì thấy á, mấy cái này á không có các bạn nào quan tâm hết, thì mình muốn là chia sẻ lại cho anh chị em, chia sẻ lại cho anh chị em ha, để anh chị em nắm được cái cơ bản. Mình sơn sao mà cái móng tay họ ra đó, khách họ người khách ra đó, nó có độ cong ha, nó có độ cong mà nó có độ bén của hai bên hông nha, chứ không phải là mình cứ sơn đại ra nó không, nó bằng là không có được nha anh chị em, nó bằng là thua đó. Tại mình tuyển rất là nhiều em á, nhiều em vô á, cắt da thì cũng biết chút sơ sơ, rồi sơn phen cũng biết sơ sơ, nói chung là cái nào cũng biết sơ sơ không, mà biết sơ sơ mình đi xin việc nó rất là khó. Ở đây hay là ở bên nước ngoài cũng thế, mình phải biết mình phải làm được cái môn gì mà mình làm được mà nó đẹp.
Tại vì mấy cái này đơn giản quá, các anh chị em không không có quan tâm, không có tập. Hello, hello Thị Trang. Đó. Mình mấy anh chị em mới học nè, Tuấn nhắc lại nè, cái này Tuấn chia sẻ cho mấy anh chị em mới học thôi. Còn mấy anh chị em mà làm nghề lâu năm thì mấy cái này giỏi rồi ha. Tuấn chia sẻ lại cho anh chị em nào mới học thôi. Vì mấy anh chị em mới học á, Tuấn không không thấy là bạn nào mà quan tâm tới cái này nhiều hết. Ví dụ như cô dạy thì cô dạy dạy được làm được lần hai lần thôi, cái bỏ qua một bên. Cái này phải tập nhiều lên anh chị. Rồi ok. Đó. Anh chị em thấy ha, sơn cái này cũng nhanh lắm chứ đâu có lâu đâu. Cũng nhanh lắm chứ không có lâu. Nhưng mà tại vì Tuấn muốn chia sẻ đây thôi. Rồi, khi bắt đầu tới mình dùng cái bóng hồng nè. À, có nhiều bạn á, Tuấn nói cho anh chị em nghe nè, có nhiều bạn á cầm chai bóng hồng lên. Cầm chai bóng hồng cái quét từ ở trong ra ngoài, à quét từ trong đây ra ngoài. Thì cái bóng hồng nó lấp lên cái màu trắng này thì nó đâu có còn nữa mà cái màu trắng mà có phen trắng nữa đâu. Đó. Thành thử ra khi mình sơn nè, mình phải biết nè, đây tới đây nè, tới đây nè. Kéo qua đây nè, kéo qua đây. Nhớ nè, kéo qua đây. Đó, nó chỉ nằm tới đó thôi, nó không có lấp qua bên cái màu, không có lấp qua bên cái màu trắng nha. Có nhiều bạn kêu sơn phen nó sơn từ đây màu hồng, sơn từ đây xuống kéo xuống tới đây luôn. Đó là sai nha. Nhớ cái này nó rất là dễ nhưng mà các bạn phải lưu ý ha. Đó, nó chỉ tới cái màu trắng đó thôi anh chị em. Thấy không? Cái màu hồng nó không, nó màu trắng lên với màu hồng nó rời nhau, nó không có ăn với nhau nha. Nếu như màu hồng nó lem qua màu trắng là màu trắng nó sẽ mất màu trắng nha anh chị em. Đó. Anh chị em nhìn cái chai màu, cái màu bóng hồng của nó nè, bóng hồng nè. Màu zin của nó luôn á nha anh chị em. Ha, à, cái này là sách tay từ bên Mỹ về là màu zin của nó như thế luôn. Ở bên Mỹ thường thường người ta bán cái chai to như thế này thôi. Đó. Mình làm mình phải biết nắm được mấy cái kỹ thuật cơ bản này ha, rồi mình mới học những cái nâng cao lên nha anh chị em. Chứ nhiều khi mấy anh chị em mà học chưa có gì hết, nghĩ cái cơ bản thôi dễ quá em bỏ qua. Em bỏ qua tới chừng mà khi đi làm kêu làm lại làm không được. Nếu mà Tuấn chia sẻ cái này thì các bạn nói ờ cái này dễ, ờ mà làm gì. Cái này dễ quá, ai làm cũng được, chia sẻ làm gì. Nhưng mà tại vì Tuấn thấy các bạn bây giờ là ví dụ như làm da thì làm da không, hoặc sơn thôi, chứ còn mấy cái sơn phen này kêu sơn phen sơn không được. Alo. Alo nghe. Rồi, anh không có nhu cầu em ơi. Tuấn có chỉ có tuyển nhiều bạn á. Cái này là mình nói thật lòng, mình không nói xấu bạn nào nha, mình nói thật lòng. Có nhiều bạn vô kêu sơn phen thì cũng biết, cũng cầm sơn, ok, sơn. Sơn thì cũng chưa có đẹp lắm. Sơn thì cũng chưa đẹp lắm đâu. Nhưng mà cái lúc mà bóng hồng á, sơn từ trên xuống, sơn thẳng xuống với màu trắng luôn. À. Đó.
nghĩ sao mà cái màu hồng mình anh chị em, cái màu hồng bắt từ đây sơn xuống tới đây luôn. Thì cái lúc mà sơn như thế thì cái màu trắng này nó đâu còn tinh khiết nó đâu anh chị em. Ha? Nó đâu còn tinh khiết nó đâu mà đẹp. Nếu như một màu hồng, một bóng hồng lần đầu mà mình cảm thấy nó chưa có ok á, mình có thể sơn thêm một màu nữa nha. Sơn thêm một lần nữa. Đấy vậy. Rồi. Cái thớp mà thớp thường á thì Tuấn xài cái bóng nắp đỏ nha. Cái thớp thường nè. Mau khô lắm anh chị em. Ha. Đó, cái thớp thường là mình xài cái bóng nắp đỏ nha. Nắp đỏ nó mau khô lắm anh chị em. Thường thường anh chị em mà sơn phen này anh chị em phải đi hai nước bóng nha. Tuấn là hồi xưa giờ Tuấn xài bóng nắp đỏ không à, nó mau khô lắm ha, mà nó bóng nữa. À, anh chị em nào mà mới học nghề đó ha, à, vô xem và chia sẻ cho các bạn cùng học chung với mình đó, à, tham khảo nha. À, có thể là Tuấn không có làm đẹp bằng các anh chị em trong nghề, nhưng mà Tuấn chia sẻ lại những cái mà kỹ thuật cần thiết cho mấy anh chị em học nghề để mình hình dung ra. Chứ cái này thì Tuấn cũng chưa thấy ai chia sẻ trên clip hết á, chưa trên chia sẻ trên Facebook hết á. Anh chị em thấy cái màu hồng nó đẹp không? Màu hồng nó rất là đẹp nè. Tuấn là đa số, Tuấn là chỉ chuyên về đắp bột là nhiều ha, chuyên về giải đắp bột là nhiều. Mấy cái này thì Tuấn ít chia sẻ lắm, nhưng mà lâu lâu thì Tuấn thấy cái này nó cũng rất là hay, cái này rất là cần thiết cho mấy anh chị em thì anh Tuấn sẽ chia sẻ lại cho anh chị em thôi. Sơn hai lần nước cái thớp nha anh chị em. Mình sơn sao mà cái phen trắng á, cho nó đẹp ha, cho nó không có dính hai bên, cho nó gọn gàng lại. Ok. Cái bóng nắp đỏ này nếu mà anh chị em nào mà sơn màu thường á, xài cái bóng nắp đỏ này đi anh chị em. Bóng nắp đỏ này đẹp lắm, bóng nắp đỏ này là ok. Bảo đảm với anh chị em mau khô mà nó bóng nữa. Cái bóng nắp đỏ này Tuấn xài lâu năm lắm luôn anh chị em. Xài lâu năm lắm luôn á. Nó rất là bóng mà rất là mau khô. Ha, bóng nắp đỏ này nè. Mình thử rất nhiều bóng rồi. Mình thử rất nhiều bóng nhưng mà không có cái nào mà bằng cái nắp đỏ này, thậm chí cả cái bóng của OBI cũng không bằng luôn. Đó, anh chị em thấy chưa? Anh chị em thấy cái màu hồng đẹp không? Màu hồng đẹp nè, sơn phen nè. Đó. Hello chị. Rồi, ok, cái này là xong rồi đó. Thẳng này. Rồi. Cái này Tuấn chia sẻ ngắn gọn thôi ha. Đây. Chia sẻ rất là ngắn gọn. Hello Jerry Nguyễn, hello Phương. Tuấn chia sẻ rất là ngắn thôi. Nhưng mà cái này rất là quan trọng, cần thiết cho mấy anh chị em nha. Đó, mấy anh chị em cần thiết nha. Anh chị em thấy chưa? Màu hồng rất là đẹp, sơn màu trắng rất là tinh khiết nè anh chị em. Nó số cái này bị chạy rồi. Đó, anh chị em thấy không? Cái nét, cái đường nét của Tuấn đi đó, nó rất là bén nha. Cái đường nét nó sắc, rất là sắc sảo. Hello Hồ Bảo. Anh chị em thấy không? Cái đường nét của Tuấn sơn nè, rất là sắc sảo nè. Ha, à, rất là sắc sảo. Đó, mình phải sơn được như thế ha. Mình phải sơn được như thế thì mình mới lấy tiền người ta mà mới vui nha. Ok.
Rồi, hello Thủy Dương Trần. Thủy Dương Trần vô trễ quá, anh Tuấn sắp xuống live rồi. Rồi, nhờ anh chị em chia sẻ cho clip này giúp Tuấn nha. Nói chung là rất là hay đó anh chị em. Tuấn chia sẻ cho mấy anh chị em mới học nghề đó. Cái clip này rất là hay đó, chứ không phải là mình nghĩ nó đơn giản đâu. Hay lắm luôn á. Mai mình muốn mình đi ra làm thợ á, cái này rất cần thiết. Ok. Rồi, bye bye mọi người nha. Chúc anh chị em, chúc tất cả gia đình mình buổi chiều vui vẻ nha. Bye bye Thủy ơi. Hẹn Thủy clip sau nha. Lần sau đi rồi Thủy vô nói chuyện nha. Rồi, bye bye anh chị em.